Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ Tư tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ Năm rồi. Và hôm nay công ty thì rất là bận, cho nên tới bây giờ gần như là 9 giờ tối Thuận mới có thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ không có tâm sự quá nhiều, mà chủ yếu Thuận muốn chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật trong ngày hôm nay với các bạn. Chúng ta sẽ chủ yếu nói về rất nhiều những cái tin tức, và chúng ta có một số những cập nhật lớn liên quan tới SEC và Ripple. Rồi, chúng ta bắt đầu hãy nói tới tình hình chung của chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay ra sao. Thì các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay đó thì kết thúc rất là xanh các bạn. Chúng ta có 3 chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1%. Tại vì chúng ta có một cái sự lạc quan đã trở lại. Hôm nay đó thì chúng ta thấy được là sau khi mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã họp với lại Tổng thống Joe Biden và một số những quan chức lớn đó, thì hôm nay dựa theo những cuộc họp báo đó thì cho thấy được là cả hai bên đã lạc quan hơn. Nói là cả hai bên đều có lòng tin là Hoa Kỳ sẽ nâng cái nợ trần lên đúng lúc chứ sẽ không có nâng trễ. Và hai bên bây giờ đó thì vẫn chưa có bất cứ một thỏa thuận nào hết, nhưng mà hai bên nói là đã càng ngày càng tới gần một sự thỏa thuận rồi, hy vọng chúng ta sẽ có sớm. Và chúng ta đã thấy được là Kevin McCarthy đó thì nói là tôi nghĩ rằng đến phút cuối sẽ không có khả năng vỡ nợ. Đây là cái lời phát biểu đến từ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Cho nên chúng ta thấy được là chứng khoán hôm nay cũng đã lạc quan hơn một chút. Khả năng đó là sẽ không có bất cứ một sự cố gì xảy ra khi mà nợ trần đến hạn rồi thì sẽ nâng lên mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, đây là thông tin lớn mà Thuận thường hay chia sẻ với các bạn. Còn về Pre-market thì sao các bạn? Pre-market thì bây giờ đó thì cả ba chỉ số không có động tĩnh nhiều. Chúng ta nhìn vào oil thì hợp đồng dầu đó chúng ta đã thấy là vẫn ở mức thấp các bạn, 72 đô 79 cent cho một thùng dầu. Vàng đó thì vẫn dưới 2.000 đô, bây giờ là 1.985 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao các bạn? BTC đó thì ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy được là cũng xoay quanh mức là khoảng 27.300 đô. Chúng ta thấy được là cái mức này cũng không có nhiều cái sự khác biệt so với mấy ngày trước đó. Thì chúng ta nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó thì vốn hóa ngày hôm nay cũng không khác nhiều so với ngày hôm qua. Hơn 1.18 nghìn tỷ, tăng 0.6%. Những đồng trong top 100 này đó thì các bạn thấy được phần lớn là xanh, nhưng mà cũng không có nhiều đồng gọi là quá nổi bật. Chúng ta có đồng Render tăng 16%, chúng ta có đồng SNX tăng 9.7%. Còn lại thì cũng không phải là tăng nhiều lắm, nhưng mà phần lớn cũng là một ngày mà có nhiều màu xanh xuất hiện các bạn. Rồi, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tin tức lớn đi. Thì đầu tiên hết đó, chúng ta đã thấy được có một cái buổi điều trần ngày hôm qua liên quan tới ngân hàng Signature Bank. Chúng ta đã biết là sau cái sự sụp đổ của những ngân hàng địa phương đó, chúng ta có ngân hàng SVB, chúng ta có ngân hàng Signature và First Republic, thì những cái người đứng đầu của những ngân hàng này đó thì được mời lên Quốc hội để mà giải thích tại sao lại có cái sự cố ngân hàng sụp đổ như vậy. Thì trong cái phiên điều trần của ngày hôm qua đó về sự sụp đổ của Signature Bank thì Chủ tịch Ngân hàng Strachey đã đề cập đến crypto 10 lần trong cái lời khai của mình về sự sụp đổ của ngân hàng, cố gắng ám chỉ đó là crypto chính là lý do tại sao mà ngân hàng Signature Bank của ông ta bị sụp đổ. Thì đương nhiên một trong những cái nghị sĩ có mặt ở đó chính là Cynthia Lummis. Thì thượng nghị sĩ này đó là một thượng nghị sĩ rất là ủng hộ crypto, và sau khi nghe cái sự ám chỉ đó đó, bà ta cũng đã không được vui lắm. Các bạn đã thấy trên màn hình, Thuận sẽ chia sẻ một cái clip ngắn với các bạn. Nhưng mà để Thuận tóm tắt lại đó thì chúng ta đã thấy được là thượng nghị sĩ đã hỏi chủ tịch của ngân hàng, đó chính là Chủ tịch Scoli của ngân hàng Signature. Trước hết, thượng nghị sĩ Lummis đã nói là tôi đã nghe ông đề cập đến crypto ít nhất là 10 lần trong lời khai, có ý như crypto chính là lý do tại sao mà ngân hàng Signature sụp đổ. Thì đầu tiên hết, thượng nghị sĩ Lummis hỏi là ngân hàng Signature có nắm giữ crypto hay là không? Thì chủ tịch nói là không có. Thượng nghị sĩ Lummis nói là ngân hàng Signature có giao dịch crypto hay là không? Thì chủ tịch ngân hàng nói là no, không có. Thượng nghị sĩ Lummis hỏi tiếp là vấn đề là anh đang nhận tiền gửi từ những công ty crypto bằng đồng đô la Mỹ, có đúng không? Thì chủ tịch ngân hàng nói là đúng. Thượng nghị sĩ Lummis hỏi tiếp là tiền gửi từ những công ty crypto chiếm khoảng 18% tổng số tiền gửi ngân hàng. Theo Bộ Dịch vụ Tài chính New York thì họ có phản ánh tỷ lệ rút tương đương tổng số tiền gửi từ tất cả các khách hàng khi mà ngân hàng sụp đổ. Anh có đồng ý với nhận định này hay là không? Nghĩa là hai điều quan trọng. Thứ nhất là tuy ngân hàng Signature đó có khoảng chừng là 18% của tổng số tiền gửi vào rồi đến từ những công ty trong thị trường crypto này, nhưng mà cái số lượng tiền gửi vào là gửi bằng đồng đô la chứ không phải là crypto. Thứ nhì nữa là khi mà ngân hàng này đã gặp hiện tượng bank run thì mọi người ào ạt tới rút tiền, thì cái số lượng tiền bị rút bởi những công ty crypto đó thì nó tương đồng với lại cái phần trăm của những người gửi tiền crypto so với tổng công ty, cho nên cũng không có gì gọi là quá bất thường. Điều này cũng đã chia sẻ trong một cái video gần đây với các bạn. Thì chủ tịch ngân hàng cũng nói là đúng. Thì thường người Cynthia Lummis hỏi tiếp, vậy tại sao ngân hàng của anh thất bại lại liên quan đến crypto? Ông chủ tịch ngân hàng này nói là tôi không có ý đó các bạn. Tôi chia sẻ clip ngắn này. Your customers in the digital asset industry, and you mentioned in your testimony digital assets 10 times. Implying that digital assets was a driver of Signature Bank's collapse. So I want to explore that a little bit. Did Signature Bank hold digital assets? I didn't. Signature Bank did not hold or custody any digital assets. But I just want to clarify one thing. Did you trade digital assets? No. So the point here is you had depositors that were in the digital asset industry, correct? Yes. But the deposits were in U.S. dollars. They were in cash, like any other depositor, correct? Yes, all the deposits were in U.S. dollars. Okay, so according to the New York DFS, deposits from digital asset businesses in cash, not crypto, made up about 18% of total deposits prior to your bank's collapse. Also, according to New York DFS, outflows on March 10th were relatively proportional, meaning depositors who had nothing to do with digital assets were responsible for the significant majority of withdrawals during the run. Do you agree with that statement? Yes, I did not point earlier, as in the first part of your first question, to digital assets being a particular cause or not. Well, you used the term 10 times during your testimony, and then later, of course, in the previous questions from Senator Cortez-Masto, you've placed blame everywhere, but accepted absolutely none yourselves. Now from the Tôi mới mở đầu với cái clip ngắn này với các bạn mà thôi. Các bạn đã thấy sau khi mà ông chủ tịch nói là ông ta không có ý nói là crypto là lý do tại sao mà ngân hàng Signature sụp đổ, nhưng mà thượng nghị sĩ Lummis sẽ nói là nhưng mà ông nhắc đến crypto tới 10 lần trong lời khai của mình, và khi mà được hỏi lý do tại sao mà ngân hàng bị sụp đổ đó thì ông đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, nhưng mà lại không đổ lỗi cho cái sự yếu kém của mình. Tôi muốn mở đầu với clip ngắn này để các bạn có một chút năng lượng mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin khác cũng rất là thú vị các bạn. Chúng ta cũng đã biết là trong thị trường crypto này đây, chúng ta có một số những công ty mà họ dùng cái thu nhập công ty để mà đi thu mua BTC. Chúng ta cũng đã thấy cái thông tin đến từ Coinbase hay là thông tin đến từ Michael Strachey. Thì ngày hôm nay đây chúng ta lại nghe nói tới một cái công ty khác nữa, đó chính là Tether các bạn. Có thể là cái tên này là cái tên cuối cùng mà các bạn nghĩ là sẽ công khai nói là dùng cái thu nhập của mình để mà thu mua BTC, nhưng mà điều đó đã xảy ra. Chúng ta cũng đã biết đó là mọi người cũng đã soi cái thông tin tài chính của công ty Tether và thấy được là sau khi mà kết thúc quý 1 của năm nay thì mọi người để ý là công ty Tether đã có tổng cộng là 1.5 tỷ đô la lợi nhuận, và công ty Tether này đó cũng đã dùng số tiền đó để mà thu mua 1.5 tỷ đô la BTC, đại diện cho khoảng chừng là 2% của tất cả số tiền mà họ đang lưu trữ hiện bây giờ. Thì mọi người khi mà nhìn thông tin này đây nói là wow, công ty Tether đang lưu trữ BTC, nhưng mà hôm nay họ cũng đã công bố đó là công ty Tether nói là mỗi một lần mà họ công báo tài liệu liên quan thu nhập đó thì họ có thể là để riêng ra tới 15% của thu nhập để đi mua BTC. Đây là cái chiến lược lưu trữ tài sản của họ. Và có thể nhiều bạn nói là công ty Tether này đó làm sao để kiếm được tiền, thì có hai cách lớn họ kiếm được tiền. Thứ nhất đó là khi mà các bạn đổi đồng Tether ra thành đồng đô la đó thì cái người đổi đó sẽ trả một phần phí các bạn. Đương nhiên đối với thuận mà các bạn thì các bạn chỉ bán trên sàn mà thôi, nhưng mà sàn đó thì khi mà họ muốn đổi trở lại đồng đô la thì họ sẽ đưa cái số token đó cho công ty Tether. Công ty Tether sẽ đốt cái đồng USDT đó rồi đưa tiền lại cho họ, thì đương nhiên cái đó sẽ tốn một số phí. Thứ nhì nữa là người ta gửi tiền cho công ty Tether để có thể in ra đồng USDT, thì đương nhiên công ty Tether đó đâu có trả lợi nhuận cho người đó đâu các bạn, mà ngược lại đó, cái số tiền đó công ty Tether dùng để đi đầu tư những cái thứ như là công trái phiếu hay là họ lưu trữ một phần tiền mặt. Và đương nhiên công trái phiếu bây giờ đó thì đang trả lãi rất là cao các bạn, tại vì lãi suất đang cao. Thì đó là thu nhập đến từ hoạt động của công ty Tether, và bây giờ họ nói là họ sẽ dùng tới 15% để mà thu mua BTC. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Thì đương nhiên những ai mà lưu trữ BTC đó thì đều thích nghe mỗi lần mà chúng ta có bất cứ một công ty lớn nào hay là bất cứ một ai đó đưa ra một cái commitment, có nghĩa là một cái cam kết là sẽ đầu tư lợi nhuận để mà thu mua BTC. Điều đó rất tốt các bạn, cho nên khi công ty đó gặp vấn đề thì ngoại trừ công ty đó phá sản sụp đổ ra, họ cũng sẽ bán hết BTC của mình. Giống như các bạn thấy được là ai cũng hô hào là ủng hộ Do Kwon khi mà Terraform Labs thu mua BTC các bạn, nhưng mà khi mà họ bị sụp đổ thì họ cũng bán hết BTC của mình, dẫn đến giá đâm rất là sâu. Cho nên đây là cái con dao hai lưỡi. Dù sao đi nữa, Thuận vẫn lựa chọn là có nhiều công ty thu mua và lưu trữ BTC hơn. Công ty Tether là một công ty mà gây ra nhiều sự tranh cãi bao nhiêu năm nay. Nếu như mà trả trở về cái thời mà Thuận bắt đầu làm YouTube các bạn, thời năm 2017, mà các bạn nói là Thuận ơi, cho đến năm 2023, 6 năm sau, Thuận vẫn sẽ ngồi trước cái camera này và sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến Tether. Thuận nghĩ là không đâu, Tether chắc sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà cho tới bây giờ, họ vẫn ở đó các bạn, và thậm chí ngài lại càng lớn mạnh hơn. Rồi, chúng ta cũng có một số những thông tin đến từ châu Âu. Trước hết đó, thì chúng ta đã biết là ở Hoa Kỳ thì gần đây chúng ta có một số những cái thông tin không được tốt liên quan đến pháp lý, nhưng mà phần lớn đó là đến từ SEC. Đó cũng là đơn vị mà chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để nói tới một lát nữa về một số những cập nhật. Nhưng mà ở châu Âu đó thì các bạn đã biết là gần đây chúng ta đã có cái luật MiCA đã được thông qua rồi. Và luật MiCA này đó thì sẽ được triển khai từng phần các bạn, rồi sẽ bắt đầu khoảng chừng là giữa năm sau, rồi sẽ kéo dài cho đến năm 2025 tùy theo là phần nào của luật. Thì ở châu Âu bây giờ đó chúng ta có những quốc gia như là ở nước Pháp, thì nước Pháp nói là sẽ chào đón những công ty crypto đến nước Pháp để mà phát triển. Chi tiết hơn đó, nước Pháp nói là hiện bây giờ họ đã có 74 công ty crypto đã đến nước Pháp để xin giấy phép hoạt động, và con số này có thể tăng lên tới 100 công ty lận. Và trong 74 công ty đó chúng ta có những công ty lớn như là Binance hay là Bitstamp, họ cũng đã được cái giấy phép đăng ký để có thể hoạt động ở nước Pháp rồi. Và đương nhiên khi mà hoạt động nước Pháp đó thì họ phải tuân thủ cái luật MiCA mà vừa được thông qua. Thì có thể là mỗi tuần chúng ta đều nghe nói là luật MiCA được thông qua, luật MiCA được thông qua, thì có thể các bạn sẽ nghĩ là luật MiCA này là luật gì mà thông qua hoài vậy? Ngày nào cũng nghe nói luật MiCA được thông qua. Thật ra tại vì châu Âu đó, nó rất là lớn các bạn, có rất nhiều những quốc gia khác nhau và có rất nhiều những quy tắc. Mỗi một lần có luật gì đó, thì cần phải được thông qua nhiều lần, và cũng có nhiều cái sửa đổi liên quan tới cái quy định này. Và cái phiên bản mới nhất được sửa đổi tuần trước đó, đã được các bộ trưởng tài chính ở EU đại diện cho 27 quốc gia đã nhất trí thông qua rồi các bạn. Theo Thuận hiểu đó là chúng ta cũng còn một chút xíu những cái bước nữa, nhưng mà những cái bước kế tiếp đó được thông qua hay là được chính thức công nhận, đó là những cái bước nó theo thủ tục mà thôi. Trên căn bản luật này được thông qua rồi. Thì luật MiCA này đó là một cái luật ở châu Âu các bạn, chúng ta đã nói tới hầu như hơn một năm nay. Đây là một cái dự luật trước đây mà nó bao gồm rất nhiều phần ở trong thị trường crypto này, vậy đã được sửa đổi liên tục luôn. Và nói tóm lại là chúng ta có cái phiên bản cuối cùng rồi. Những phiên bản trước đó nó có những cái mà chúng ta không thích, như là ở châu Âu đó, trước đó chúng ta thấy là luật MiCA có một phần nói tới việc là sẽ cấm đào BTC, nhưng mà bây giờ đó cái phiên bản này nói là cho phép đào BTC miễn là công ty đó sẽ cung cấp những cái thông tin và dữ liệu liên quan tới bảo vệ môi trường như thế nào là được. Và chúng ta thấy được là cái luật này đó thì nói tóm tắt là sẽ có những phần. Thứ nhất là liên quan đến những sàn giao dịch, thì những sàn giao dịch đó cần phải tuân thủ những luật như là chống rửa tiền, KYC, những sàn giao dịch cần phải công bố những cái thông tin liên quan tới là có xung đột lợi ích với người tiêu dùng hay là không. Và những công ty crypto cũng như vậy, cần phải tuân thủ những cái quy định đang có hiện bây giờ, cộng với lại những cái quy định liên quan tới là tài chính công ty ra sao, rồi có xung đột lợi ích hay là không, có những rủi ro tiềm ẩn gì. Tất cả đều phải được trình bày để cho khách hàng có thể hiểu trước khi mà họ quyết định tham gia vào crypto. Thêm vào đó cũng có một phần liên quan tới những cái công ty mà phát hành stablecoin. Thì những công ty mà phát hành đồng ổn định thì cần phải theo quy định là họ được lưu trữ tài sản ra sao, lưu trữ ở đâu, và những tài sản đó được đầu tư vào những cái mảng đầu tư nào để cho nó an toàn. Và chúng ta cũng có một cái phần khác mà nhiều người không có thích. Nói chung đó, đây là một cái phần mà nó không ảnh hưởng trực tiếp đối với lại Thuận và các bạn, nhưng mà nó có cái sự rắc rối đối với lại những cái sàn giao dịch, đó chính là cái phần gọi là travel rule. Thì cái phần travel rule này đó là một cái phần liên quan đến là sau này khi mà luật này đó được chính thức bắt đầu Có nghĩa là khoảng năm 2025 thì bất cứ một ai mà giao dịch trên sàn rồi sau đó rút về ví cá nhân của mình mà hơn 1.000 đô đó thì sàn đó phải có trách nhiệm là hỏi là cái số tiền này rút về đâu. Thì tôi nghĩ sau này những sàn như là Binance, nếu các bạn sử dụng ở châu Âu đó, thì khi các bạn rút hơn 1.000 đồng euro thì có thể là họ sẽ có một cái phần hiện lên nói là đây là các bạn rút về ví cá nhân của mình hay là rút cho một ai đó, lý do là sao thì mình điền vào rồi sau đó mới cho rút. Và điều này đã chỉ áp dụng với những cái công ty cung cấp dịch vụ hay những cái sàn tập trung mà thôi, không có áp dụng với lại những cái ví cá nhân như chúng ta nói tới các bạn sử dụng ví Trust Wallet hay là ví Metamask. Thì đương nhiên luật này đó là thứ nhất để chống rửa tiền, thứ hai nữa là để tiếp tục theo dõi thân phận của người rút tiền. Để làm gì các bạn? Để tính thuế sau này. Thì đây là những cái thông tin căn bản liên quan tới luật MiCA này. Nói chung thì như Thường Duy chia sẻ, một người đầu tư ở châu Âu thì cũng không có bị ảnh hưởng nhiều bởi luật này đâu. Luật này phần lớn là áp dụng với những công ty họ cần phải chi tiền ra để có thể là đi theo những cái quy luật như Thường Duy chia sẻ với các bạn. Và các bạn đã thấy được là có phần tốt, có phần xấu liên quan tới luật MiCA này, nhưng mà phần lớn đó, thị trường crypto nghĩ là luật này có thể chấp nhận được. Và đây là cái khuôn khổ pháp lý crypto đầu tiên trên thế giới mà chúng ta biết. Có thể đây sẽ là một cái khuôn khổ mà nhiều cái quốc gia khác sẽ theo. Nói chung đó, bây giờ chúng ta đã biết luật ở châu Âu rồi thì những công ty họ có thể là đưa ra chiến lược làm sao để theo quy định và có thể kinh doanh được ở châu Âu. Cho nên chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái công ty đến châu Âu gần đây, như là chúng ta vừa nói tới thông tin đến từ nước Pháp, và những cái người nổi tiếng như là CZ đó thì nói là sẽ ủng hộ luật MiCA, và Binance đương nhiên sẽ tuân thủ quy định này để có thể hoạt động được ở châu Âu.